Nói về các cái hạng người thì hôm nay là nói về hạng người người trí, hôm trước mình nói về người ngu. Người ngu thì là cái người chìm đắm ở trong luân hồi sinh tử, còn cái người trí là cái người thấy được cái con đường để đi đến niết bàn, thấy được cái con đường để thoát khổ, cho nên được gọi là bậc hiền trí. Thì cái người trí nó khác với người ngu. Là cái người ngu thì thấy được những cái gì nó diễn ra ở trước mắt, mà cái người đấy không thấy được là cái nguyên nhân tại sao mà nó tất cả những cái gì mà nó quả, tức là nó cho quả. Thì cái người trí là người thấy được những cái nhân nó sinh ra quả, còn cái người ngu thì chỉ thấy quả mà không thấy nhân, chỉ khác nhau như thế. Cho nên là cái người ngu thì sẽ làm những cái việc nó có lợi ích ở trước mắt mà nó có thể nó sẽ có cái sự tai hại ở về sau. Còn những người trí thì biết được mình làm cái việc gì nó có lợi ích ở hiện tại và nó có cái lợi ích ở cả tương lai, chứ không có nhìn vào cái lợi ích ở hiện tại mà không nhìn về cái sự nguy hiểm của tương lai. Đấy là cái người trí và người ngu chỉ khác nhau ở cái sự thấy và biết đúng. Người trí là thấy và biết sai. Là cái câu kinh Pháp Cú dạy là nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Thì cái người trí để trở thành một cái người trí thì không phải là tự nhiên mà vì nó có thể trở thành người trí được. Một cái người muốn trở thành một cái người trí phải là một cái người đấy đã phải là những cái bậc đã thân cận những cái bậc trí, tức là những cái bậc tiền bối đi trước. Và để mà trở thành một người trí thì cái vị đó trước khi trở thành người trí thì vị đó cũng từng là người ngu. Và do thân cận với người trí và được cái sự chỉ dẫn, được cái sự chỉ bảo cho cái người đó biết những cái nỗi lầm gì mình nên bỏ, những cái việc gì mình nên làm, và cái biết đó từ cái người ngu sau đó đã trở thành người trí và phải trải qua một cái quá trình tu luyện và cái sự học hỏi thay đổi như vậy thì vị đó trở thành một cái người trí. Cái người trí khi mà đã trở thành một cái người trí là một cái người biết thấy được con đường, biết là cái con đường này là cái con đường đi đến cái sự nguy hiểm, biết được cái con đường này đi đến cái sự an vui. Vì vậy cho nên là khi đã trở thành một bậc hiền trí thì cái vị đó sẽ thấy rất là nhiều những cái chúng sinh ở xung quanh mình đang đi lầm đường, và vì cái lòng từ bi cho nên là cái vị đó hay chỉ cho những cái người đi lầm đường đó biết rằng là cái con đường này là con đường sai, con đường này là con đường tù. Và trong cái sự chỉ đường đấy thì có những người thì nghe theo mà có người không nghe theo. Vì vậy cho nên là bậc hiền trí đôi khi phải dùng những cái lời mềm mỏng để mà chỉ dẫn cho một người khác, nhưng mà cũng có khi phải dùng những cái lời cứng rắn để chỉ dẫn một cái người khác, có khi phải dùng cả cái lời mềm mỏng và cứng rắn để chỉ dẫn một người khác. Và nếu như mà chỉ dẫn bằng cả những cái cách đó là mềm mỏng và cứng rắn rồi mà cái người đó không nghe theo nữa thì cái bậc trí đấy cũng phải chấp nhận, không còn cách nào khác và phải buông bỏ cái chúng sinh đấy. Thế cho nên là trước có một cái người điều phục ngựa đến hỏi Đức Phật, đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói rằng này cư sĩ, ông điều phục ngựa như thế nào? Thì vị đó nói rằng con điều phục ngựa bằng cái sự mềm dẻo, có khi bằng cái lời cứng rắn, có khi vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Thế Đức Phật bảo nếu như thế mà vẫn không điều phục được thì ông sẽ làm sao? Thì vị đó nói là con sẽ giết ngựa đấy. Thì vị cư sĩ đó lại hỏi lại Đức Phật là thế Đức Thế Tôn điều phục các đệ tử như thế nào?
Thì Đức Phật cũng nói rằng ta cũng điều phục như thế, ta dùng cái lời mềm mỏng để giáo hóa, hoặc là dùng lời cứng rắn để giáo hóa, có khi dùng cả lời mềm mỏng và cứng rắn để giáo hóa. À, và vị đó hỏi là nếu như dùng cả lời mềm mỏng và cứng rắn để giáo hóa mà cái vị đó không nghe theo thì sao? Thì Đức Phật bảo thì ta sẽ giết vị đó. Thế thì cái vị cư sĩ bảo là Đức Phật không có sát sinh, điều đó không phù hợp với Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói rằng ta sẽ bỏ mặc, tức là vì ta sẽ không làm nơ vị đó, không còn chỉ dạy cho vị đó, thì vị đó coi như đã chết trong giáo pháp giải thoát đấy. Thì đấy là cái bậc hiền trí, đôi khi sẽ có sự chỉ dẫn bằng những cái lời chỉ dẫn một cách dễ nghe, nhưng mà đôi khi sẽ chỉ dẫn bằng những cái cách khó nghe. Thì tùy theo vì cái đối tượng ấy, có những cái người thì dùng những cái người trí thức thì dùng những cái lời lẽ để phân tích. Và cái người có trí thì người ta sẽ hiểu ra được là cái điều này là nên làm và cái điều này nên tránh. Nhưng mà cũng có một số người thì là thuộc vào những cái người thô thiển, dùng những cái lời lẽ mà không thể nào mà nói được, thì phải dùng những cái biện pháp cứng rắn hơn, nó là phải dùng những cái lời khiển trách trách phạt. Có thể là có những cái người ta phù hợp với cái cách giáo dục là khiển trách thì phải khiển trách, những người là phù hợp với cái cách là khích lệ thì phải dùng cái biện pháp khích lệ. Thì đấy là cái cách của một cái người mà để mà chỉ dẫn dắt một cái người khác đi đến cái sự an vui. Thì ở trên đời này một cái người dạy một cái những cái sự giáo dục ở thế gian cũng thế, ở thế gian thì cũng có những cái người là chuyên môn là dạy cho người khác sống và làm những điều tốt, nhưng mà cũng phải có những cái người là chuyên môn làm cái nhiệm vụ đó là xử phạt những cái điều xấu. Bởi vì có những cái người mà thường thường như con người ta, mình sinh ra trên đời thì mình sẽ được đi học hỏi những cái đạo lý làm người từ rất sớm, nhưng mà khi lớn lên thì một số người trở thành người tốt nhưng mà một số người vẫn làm những điều xấu. Vì vậy cho nên lại phải có những cái biện pháp để xử phạt, tức là lập nên trường học để dạy giáo dục con người, nhưng mà cũng phải lập nên nhà tù để mà giam cầm những người tội lỗi nữa. Thì trong cái cách chỉ dẫn một cái người khác trong những cái giáo pháp cũng thế, cũng có khi thì phải chỉ dẫn bằng cái cách là khích lệ, mà cũng có khi phải chỉ dẫn bằng cái cách là khiển trách một cái người khác để cho người đó tránh xa những cái điều lỗi lầm. Thì một cái người mà muốn trở thành một cái người tốt hay là trở thành một cái người trí, thì cái người đấy phải là một cái người có cái tâm, tức là cái tầm cầu chấp nhận sửa đổi những cái lỗi lầm của mình, muốn học hỏi những cái điều tốt, tức là phải có cái sự cầu tiến, tức là muốn thay đổi từ cái xấu trở thành cái tốt. Muốn luôn luôn có cái tâm hướng thượng, tức là muốn tầm cầu cái pháp cao thượng hơn. Vì vậy cho nên là sẽ chấp nhận cái sự chỉ dẫn của người khác, và đôi khi cả những cái lời chỉ dẫn khó nghe, đó là những cái lời khiển trách, cũng đó cũng được coi như là một cái chỉ cho mình một cái kho báu để cho mình tránh được những cái lỗi lầm. Thì ở trên đời này sẽ có hai cái hạng người hay chỉ lỗi cho người khác. Bởi vì một cái người sẽ thấy một cái người đó là một cái người trí, thì cái người đó có trí cho nên là thấy người khác làm sai thì sẽ biết liền đó là cái người khác làm sai, và cái người đấy là một cái người hay chỉ lỗi. Và cái cách chỉ lỗi của người trí đó là một cái người đó thấy lỗi và thấy cái nguyên nhân sinh ra cái lỗi đó. Vậy thì một cái người chỉ lỗi cho một cái người khác thì cũng có nghĩa là vì đó phải chỉ ra được những cái nhân sinh ra cái lỗi và những cái cách
để mà từ bỏ những cái nỗi lầm đó, diệt tận những cái nỗi lầm đó. Nhưng giống như là một cái người bây giờ, một cái người bệnh, thì một cái người khác mình có thể nhìn thấy đó là người bệnh, nhưng mà chỉ có một cái người bác, một cái người thầy thuốc giỏi thì mới nhìn ra được cái nguyên nhân bệnh này là bệnh gì, và cái nguyên nhân sinh ra cái bệnh này, mà cái vị đấy có thể chữa trị được cái bệnh đấy cho cái người bệnh nhân. Còn người khác nhìn thấy người này bệnh có thể biết người này là người bệnh, nhưng mà chưa chắc đã biết được cái nguyên nhân sinh ra cái bệnh đó, và có thể chỉ được cái cách cho người ta thoát khỏi cái bệnh đấy. Vậy thì cái người trí là cái người đấy, không phải là chỉ thấy nỗi của người ta mà phải thấy được cái nguyên nhân sinh ra cái nỗi lầm đấy. Đấy, và chỉ là phải chỉ dẫn được người ta từ bỏ những cái nhân tạo ra những cái nỗi lầm thì mới dứt hẳn những cái nỗi lầm đó được. Và một cái hạng người thứ hai là hay chỉ nỗi của người khác nữa, đó là người sân. Cái người mà có tính sân ấy, thì là cũng hay đi soi mói những cái nỗi của người khác, và cái người sân thì nhìn thấy người khác có nỗi và cái người đấy cũng hay chỉ trích cái nỗi lầm. Nhưng mà cái cách chỉ trích của cái người sân đó là chỉ trích người khác để quy người ta trở thành người tội lỗi. Tức là cái người sân thì chỉ muốn nhìn thấy người khác là người tội lỗi, giống như là công an nhìn thấy ai chỉ muốn biến người ta thành tội phạm. Thì còn cái người trí thì chỉ lỗi cho người khác thì lại muốn cho cái người đấy trở thành người trí, tức là muốn cho cái người đấy trở thành người tốt hơn mà không muốn cho người đó trở thành người xấu. Cái người sân thì hay chỉ lỗi của người khác nhưng muốn cho người đó trở thành người xấu và không muốn cho người đó trở thành người tốt. Vậy thì khi mà có hai hạng người như vậy, ví dụ cái người sân thì người ta sẽ thấy lỗi của người khác nhưng mà người ta không thấy được cái nhân sinh ra lỗi. Thì khi mà sống với ai người ta cũng hay phàn nàn, chê bai, chỉ trích, soi mói người đó là nỗi lầm đó kia. Nhưng mà người ta không có chỉ ra được những cái cách để cho người đó dứt được khỏi nỗi lầm. Vậy thì khi mà có những người trí chỉ nỗi thì thường thường sẽ khiến cho một cái người trí khác cảm thấy hoan hỉ. Vì vậy cho nên là được người trí chỉ nỗi như là chỉ chỗ chôn vàng, và vì làm một cái người trí đấy chỉ nỗi cho mình và muốn mình trở thành một cái người trí thoát khỏi những cái nỗi lầm đấy mãi mãi về sau. Còn khi mà mình bị một cái người sân chỉ nỗi, mình sẽ cảm thấy nó bị nhục. Bởi vì là cái người đấy, người ta có cái thái độ là muốn hơn thua, muốn chỉ trích. Thì nó cũng có hai người mà hay đi soi mói nỗi lầm của người khác. Bởi vì cái người trí là người ta không nhìn vào cái nỗi, người ta không coi người này là nỗi mà coi người này vì cái nguyên nhân gì đó tạo ra nỗi. Ví dụ như là một cái người này có cái tệ, có cái nạn như là nghiện hút hay là cái việc chè cờ bạc, đấy là một cái nỗi. Thì với cái người nếu mà sống bên cạnh những cái người mà không có trí thì người ta chỉ có trách phạt, người này hôm nay phạm cái nỗi này mang ra xử phạt đánh đòn, nhưng mà xong rồi cái người đấy người ta vẫn không sửa được cái nỗi lầm này. Với cái cách chỉ nỗi đấy không, vì cái người chỉ nỗi đấy chỉ thấy được cái quả mà không thấy được cái nhân. Còn những người trí thì sẽ thấy được, sẽ nhìn sâu hơn, biết được là cái người này nghiện hút hay là cờ bạc, rượu chè là vì sao? Là vì nó có thân cận với những cái người ngu, thân cận với những cái bạn bè bất thiện, cho nên là nó sẽ có những cái, nó tị nhiễm những cái tật xấu này. Cho nên là chỉ cần một cái cách đó là cho nó tránh xa những cái môi trường đấy thôi, cho nó tránh xa những cái bạn bè bất thiện đấy thôi. Thì diệt nó từ cái nhân thì sau này nó sẽ không có phạm những cái điều nỗi lầm đấy nữa. Thì đấy là cái cách chỉ nỗi của người trí, là một cái cách mà có thể chỉ thì, không cần phải bảo người ta là phải từ bỏ cái rượu chè đấy, mà hãy bỏ cái, tránh xa những cái môi trường, tránh xa những cái nơi, cái nguyên nhân mà có thể tạo ra những cái điều tội lỗi đấy. Thì đấy là chỉ những cái điều nỗi lầm trên đời. Thế thì như Đức Phật là một cái bậc có đại trí, thì Đức Phật mới nhìn thấy những cái nỗi của chúng sinh, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái điều bất thiện
nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Cho nên là Đức Phật mới chỉ dẫn những cái điều này, hãy tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, nói dối uông tiện. Thế thì khi mà nói như thế thì có người người ta tin và có người người ta không tin. Nhưng bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật có thể đi nghe rao giảng thuyết giảng nói là những cái giáo pháp của Đức Phật dạy là không được làm điều này, không được làm điều kia, thì ở trên đời này sẽ có rất ít người người ta chấp nhận, người ta tuân theo những cái người đó. Vậy thì tôi bây giờ phải làm sao cho người ta có thể ngộ ra được, người ta hiểu được cái nhân quả này thì người ta mới tin. Bao giờ người ta phải thấy được những cái điều đó nó để lại cái quả báo như thế nào. Dạy người ta làm việc này thì người ta phải thấy được cái việc này nó đem lại cái sự an vui như thế nào. Cái việc bất thiện thì cái việc bất thiện nó sẽ để lại cái hậu quả như thế nào. Thì những cái người nào mà là chỉ là những cái người trí thì người ta nghe những cái lời phân tích người ta có thể hiểu ra được. Nhưng mà những cái người bình thường người ta không có trí tuệ thì người ta sẽ không hiểu ra được cái điều đấy. Cho nên là cần phải có những cái sự tu tập. Ví dụ như là một cái người đấy nếu mà chỉ có chỉ thì dẫn thôi mà người ta không có thực hành thì cái niềm tin của người ta không có tuyệt đối, cho nên đôi khi người ta vẫn còn tuy là thọ giới nhưng mà đôi khi người ta vẫn cứ phạm những cái giới. Vì vậy cho nên nếu mà một cái người nào có thực hành, có cái sự hành trì, có cái sự tu tập về như là thực hành về thiền định hoặc là thực hành về thiền quán, khi nào người ta có được cái tâm định tinh, người ta có thể có được cái trí tuệ giác ngộ, người ta thấy được những cái điều đó, người ta thấy được cái nhân quả đó bằng chính cái trí tuệ của mình, thì cái lúc đấy cái niềm tin của người ta mới trở nên tuyệt đối. Tức là cái lúc đấy thì người ta mới thật sự là tin tưởng tuyệt đối. Còn cái lúc trước thì cái niềm tin của người ta vẫn chỉ còn ở cái mức độ tương đối. Thì chỉ một cái lỗi cho người khác thì phải chỉ cho người ta tự biết từ bỏ từ cái nguyên nhân, từ cái nguyên nhân của nó. Như tất cả những cái hành động bất thiện thì nó đều sinh ra từ những cái nguyên nhân là từ ở trong cái tâm của con người, từ ở trong cái nội tâm. Nếu mà cái người nào mà cái nội tâm mà có tham, có sân, có si thì cái người đấy sẽ làm rất nhiều những cái điều lỗi lầm. Vậy thì khi nào mà một cái nội tâm mà hết tham sân si thì cái người đấy sẽ tự tránh xa được tất cả những điều lỗi lầm. Vì vậy nên là một cái người có cái sự tu tập về tâm, tu tập về tâm để trở thành vô tham, vô sân, vô si. Tức là một cái người đấy mà có cái pháp tu như là thực hành thiền chỉ quán để mà diệt trừ được những cái tham sân si, trở thành vô tham, vô sân, vô si, thì cái người đấy tự trở nên thanh tịnh và hết những cái nỗi nầm. Vậy nên là một cái người khác chỉ cho một cái người những cái nỗi lầm là từ những cái nỗi thô thiển, đó là những cái hành động bất thiện về thân, về khẩu, đấy là những cái nỗi lầm thô thiển ở bên ngoài. Thì chỉ có như thế thôi thì vẫn chưa đủ, mà phải chỉ những cái nỗi lầm nó còn ngủ ngầm ở trong tâm, đó là những cái phiền não mà nó đang tiềm ẩn ở trong tâm. Thì cần phải tu tập sâu về đời sống nội tâm, về cái đời sống tâm linh nữa, thì cái người đấy mới có thể dứt bỏ hết tất cả những cái nỗi lầm ở tiềm sâu ở trong tâm đấy. Thì người ta mới khi mà những cái nỗi lầm mà ngủ ngầm tiềm sâu ở trong tâm nó không còn khởi lên nữa thì là những cái nỗi lầm thô thiển ở thân ở khẩu nó cũng không có tạo ra nữa. Vậy nên là một người đang tu tập một cái pháp cao thượng như là thực hành một cái pháp thiền chỉ quán là cái người đó đang diệt trừ tất cả những cái nỗi lầm nó tiềm ẩn ở trong tâm.
Nếu như những cái nỗi lầm tiềm ẩn ở trong tâm đấy được diệt trừ thì những cái nỗi lầm thô thiển của thân và khẩu nó cũng không khởi lên. Thì trong cuộc sống cũng vậy, thì có rất nhiều những cái lỗi, đôi khi là những cái lỗi nhỏ nhặt, một cái lỗi nhỏ nhặt và một cái người bình thường khác cho rằng đó là một cái lỗi bình thường, nhưng mà có thể là một bậc trí sẽ thấy rằng đó là một cái lỗi lớn, vì nó có thể nó để lại những cái quả báo lớn. Ví dụ như là một cái người mà làm những cái hành động nhỏ, như là khi cái người đấy làm những việc như là mình đổ những cái nước nóng xuống dưới đất, và mình coi rằng đó là chuyện bình thường, mình không có nhìn thấy có cái lỗi lầm gì ở trong đây. Nhưng mà với một cái người trí thì biết được rằng những cái điều đó nó có thể tạo ra cái sự sát sinh, giết hại những cái sinh mạng của rất nhiều chúng sinh. Thì đấy là một cái, từ một cái sự một cái người khác có thể chỉ lỗi và khiển trách những cái điều đó. Thì một cái người trí thì nhận ra cái điều đó thì sẽ hoan hỉ, nhưng mà một cái người mà không có trí thì sẽ cảm thấy đó là một cái sự một cái điều một cái sự xúc phạm, thì có cái sự tự ái. Tức là cái người nào mà có cái lòng tự ái, mà khi mà có cái người khác chỉ cho một cái lỗi lầm của mình và mình cảm thấy sân giận khởi lên, thì cái người đấy trong tương lai sẽ không trở thành cái người trí được. Vậy nên muốn trở thành một cái người trí được thì cái người đấy phải có cái tâm tầm cầu hỏi như vậy. Khi mà có một cái người khác chỉ lỗi cho mình thì phải có cái sự hoan hỷ, mà luôn luôn biết ơn những cái người khác chỉ lỗi cho mình. Có thể là cái người chỉ lỗi cho mình đấy là có thiện, tức là có một cái tâm, có cái hảo tâm, tức là muốn cho mình trở thành người tốt. Cho nên người đó sẽ luôn luôn sửa đổi để cho mình, luôn luôn chỉ cái lỗi để cho mình sửa đổi để mình trở thành người tốt trong tương lai. Nhưng mà cũng có những, đôi khi cũng có những cái người, người ta không phải là hảo tâm mà người ta là một cái tâm ganh tị hay là muốn hạ thấp mình xuống, mà người ta chỉ lỗi, nhưng mà người ta chỉ ra một cái lỗi đúng thì mình vẫn phải coi như đó là một cái kho bạc. Tức là người ta chỉ lỗi như là chỉ cái chỗ chôn bạc. Vậy thì một cái người mà có cái tâm học hỏi, một cái tâm học hỏi, thì cái người đấy vẫn có thể học hỏi được ở cả những cái người có tâm tốt với mình, và cũng có thể học hỏi được cả với những người có cái tâm xấu với mình. Người ta có tâm xấu, người ta khiển, người ta tìm cái lỗi chỉ trích cho mình, và người ta có cái ý là chỉ trích như thế sẽ khiến cho mình trở nên phiền não, trở nên tự ti hơn. Nhưng mà với một cái người có cái thiện trí học hỏi, thì cái người này sẽ coi như cái sự chỉ lỗi kia là một cái cách để hoàn thiện cái bản thân mình. Thì cái người đấy sẽ tiếp nhận những cái sự chỉ lỗi của người khác. Thì chỉ có khi nào tiếp nhận cái sự chỉ lỗi của người khác như vậy với một cái tâm hoan hỷ thích thú, thì cái người đấy sẽ hoàn thiện bản thân một cách rất là nhanh chóng. Cái người nào mà luôn luôn có cái tâm là hoan hỷ với cái sự chỉ lỗi của người khác, thích thú với sự chỉ lỗi của người khác, thì cái người đấy một thời gian sau sẽ không còn lỗi lầm nữa, và sau này sẽ không còn ai chỉ trích được vị đấy nữa. Vì vậy cho nên là chỉ có những cái người nào mà có cái tâm muốn tiến hóa, tức là có cái tâm hướng thượng, thì là cái người đó phải chấp nhận cái sự chỉ lỗi của người khác, dù cái lời chỉ lỗi đó là dễ nghe hay khó nghe. Mình có cái tâm muốn thay đổi mình, muốn sửa đổi mình, muốn mình tốt hơn, thì luôn luôn hoan hỷ với những cái sự chỉ lỗi của người khác. Mà những cái người trí mà có cái tâm tầm cầu học hỏi, còn luôn có cái sự cầu thỉnh người khác hay chỉ lỗi cho mình. Khi luôn luôn mình biết rằng là có những cái người có trí tuệ hơn mình, và mình luôn luôn cầu cái người đó là hễ mà con có lỗi lầm gì thì ngài hãy chỉ lỗi cho con, để con biết con sẽ ngăn ngừa về sau.
Vì cái người mà có cái sự thỉnh cầu hay là cái sự lời yêu cầu người khác hãy chỉ lỗi cho mình thì cái người đấy cũng đã là một cái người trí rồi. Cái người này là cái người có trí thì người ta mới có cái tâm là muốn được sửa mình như vậy. Giống như là một cái người học sinh mà muốn tiến bộ sẽ không giấu cái dốt của mình. Thế nên khi mà làm một cái bài nào đấy sẽ nhờ những cái vị bạn giỏi hơn hay những cái người thầy giỏi sửa những cái lỗi cho mình, thì lần sau mình sẽ tránh được những cái lỗi đó. Nếu như để cho mình thì mình sẽ không biết đây là lỗi và mình sẽ không có sửa mà được, và lần sau mình sẽ không có phát triển cái trí tuệ của mình sẽ không hiểu biết đúng, có những cái mình hiểu sai, mình cứ tưởng đó là đúng. Thế nhưng mà mình có cái nhờ người khác sửa những cái lỗi cho mình thì mình sẽ biết, và những cái lần sau mình sẽ tránh những cái lỗi lầm. Vậy thì cái người đấy sẽ trở thành những cái người giỏi ở trong tương lai. Vậy một cái người mà tu tập như thế, muốn trở thành một cái người tu tập thì một cái người tu tập giỏi trong tương lai thì sẽ luôn hoan hỷ với những cái sự chỉ lỗi của người khác, và luôn luôn có cái lời đó là mời người khác hay là yêu cầu người khác hay chỉ những cái lỗi cho mình. Thì cái người mà mình có một cái tâm lý sẵn sàng như vậy, một cái tâm lý sẵn sàng đón nhận những cái lời chỉ lỗi của người khác, thì khi được người khác chỉ lỗi thì mình mới không tự ái. Nếu không tự ái thì lần sau người ta mới dám chỉ lỗi nữa. Thì bây giờ chỉ lỗi do một cái một tự ái bùng lên thì lần sau còn ai dám nói nữa. Không dám nói nữa thì những cái lỗi của mình cứ tưởng là đúng thì mình không có tiến bộ được. Đấy là nếu thấy người khác chỉ lỗi và khiển trách thì hãy trân trọng những cái lời chỉ lỗi đấy, như là chỉ chỗ chôn vàng là như vậy. Nó khác với một cái người mà có cái lòng kiêu ngạo, tự có cái lòng ngã mạn lớn thì sẽ luôn luôn tự ái khi mà có người khác chỉ lỗi. Còn với một cái người mà muốn tầm cầu cái chân lý, đạt đến cái sự vô ngã, hay là muốn dứt bỏ hết những cái nỗi lầm mà muốn tiến bộ nhanh nhất, thì đó là luôn luôn hoan hỷ và trân trọng những cái lời chỉ lỗi của người khác, và coi đó như là chỉ chỗ chôn vàng, tức là mình trân trọng, mình quý những cái sự những cái lời dạy của người khác như vậy. Hãy thân cận như người như vậy, thân cận như người như vậy thì chỉ tốt hơn không xấu. Thân cận những người nào mà hay chỉ lỗi cho mình thì mình sẽ rất là nhanh tiến bộ, nhanh trở thành người trí. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu và bị người khác không thích. Thì ở trên đời này có những cái người mà luôn luôn khuyên người khác hãy làm những cái điều lành và tránh những cái điều ác. Thì những cái người lành thì sẽ hoan hỷ với những cái điều lành, nhưng mà những cái người bất thiện người ta sẽ không hoan hỷ với cái điều lành. Ví dụ như là những cái người bây giờ người ta còn đang sống ở cái đời sống thế gian mà người ta còn làm những cái việc bất thiện, như là người ta sát sinh, trộm cắp, cả dâm, nói dối, uống rượu, mà bây giờ khuyên bảo người ta bỏ những cái điều đấy, nhưng mà đó là những người không có trí tuệ, người ta không có cái tâm học hỏi những cái điều này. Thì khi mà khuyên dạy thì mà không đúng người như vậy thì người ta sẽ không có thích. Khi mà dạy pháp, cái pháp của Đức Phật như thế, dạy người khác, ngăn người khác làm cái điều ác, nhưng mà cái điều ác ở thế gian với lại những cái điều ác mà nó theo một cái quy luật nhân quả tự nhiên thì nó khác nhau. Ví dụ như là những cái pháp luật thế gian thì quy định là làm những cái điều này là có tội, làm những điều kia là có tội, bởi vì cái đấy nó chỉ mang đến những cái gì mà nó có hại ngay ở trước mắt này. Và trước khi những cái điều đó không có quy định là làm những cái điều mà nó có ích ở hiện tại mà nó có cái quả báo ở tương lai. Cho nên chỉ có Đức Phật thì mới nhìn thấy được cái luật nhân quả, nó là thấy được là những cái việc làm ở hiện tại này nó để lại cái quả báo ở tương lai. Cho nên là ngăn ngừa cái hậu quả ở trong tương lai.
Ví dụ có những cái việc mà ở thế gian này coi là việc bình thường, nhưng mà đối với cái pháp của Đức Phật thì đó là một việc ác. Như là bây giờ ở thế gian chỉ coi là giết người là tội, nhưng mà giết những cái loài sinh vật khác thì không cho rằng đó là có tội. Vì vậy nên là Đức Phật mới ngăn ngừa không giết tất cả các cái loài sinh vật, dù là nhỏ bé nhất như con ruồi, con muỗi hay là con chuột, con bọ. Thì nhưng mà những cái người khác ở thế gian thì người ta không chấp nhận được điều này. Bây giờ ở cuối cuộc sống thế gian mà không có sát sinh những cái con vật nhỏ bé như thế, thì những cái con đấy nó sẽ là phá hại đến cái cuộc sống của mình, không thể nào mà tránh nó được. Và người ta không khó mà chấp nhận được những cái điều đó. Rất là nhiều những cái điều dạy người ta từ bỏ tham sân si, nhưng mà người ta nói là ở thế gian mà không có lòng tham thì làm sao mà người ta có thể đi làm những cái việc này việc kia để tạo ra, để xây dựng cái cuộc sống thế gian này để cho nó giàu có được. Thì vậy nên là ở thế gian có rất là nhiều những người sẽ không có ưa thích những cái người khác mà dạy những cái điều ngăn ngừa những cái người khác làm ác. Vì vậy cho nên là chỉ những cái người nào mà có cái thiện căn hay là những người mà có cái thiện duyên thì mới có thể, hay là những người mà có cái phước duyên thì mới có thể tiếp nhận được cái lời dạy của Đức Phật, mới có thể tiếp nhận được cái giáo pháp và có thể chấp nhận và thực hành theo giáo pháp. Còn những người mà không có nhân duyên thì sẽ không có tiếp nhận, không có thực hành được giáo pháp. Giáo pháp thì được làm người gì là khó, nhưng mà được gặp Phật pháp nên là có thể thực hành được những cái lời dạy của Đức Phật thì lại còn khó hơn. Vì vậy nên là ở thế gian này, cái người mà tiếp nhận giáo pháp, chấp nhận giáo pháp, học giáo pháp hay là thực hành được giáo pháp thì luôn luôn là một cái con số ít đó, chứ không thể nào mà tất cả mọi người cùng có thể chấp nhận những cái giáo pháp của Đức Phật. Thì chỉ có những cái người mà người ta có cái thiện căn rồi, người ta đã được gieo duyên, đã được tu tập rồi, người ta sẽ tiếp nhận những cái lời, những cái giáo pháp đó. Nên là còn có những người thì do có cái tâm bất thiện lớn, thì mà khi mà dạy những cái điều thiện thì người ta không chấp nhận, thì bị người ác không thích. Nên là có những cái người thì ưa thích người tu tập, mà cũng có người người ta không ưa thích. Ví dụ những cái người hiền trí, người ta biết được cái ý nghĩa, biết được cái sự cao thượng của những cái người tu tập thì người ta kính trọng. Nhưng mà cũng có những cái người người ta không biết được cái ý nghĩa hay là cái sự cao thượng của những người tu tập thì người ta coi thường. Vì vậy nên là khi mà gặp một cái người người ta yêu hoặc một người ghét, một người kính, một người khinh thường thì đó là chuyện bình thường. Để trong cái giáo pháp tu tập là thế. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Thì những cái người nào ở trên thế gian này mà có cùng tư tưởng thì người ta sẽ hay có thân cận với nhau, người ta sẽ kết thân với nhau. Nhưng mà cái tư tưởng của con người thì nó cũng là được cái sự tiệm tạp nhiễm, tức là mình được tiếp nhận từ ở bên ngoài, chứ không phải là mình sinh ra mình đã có một cái tư tưởng này. Ví dụ như là có những cái người người ta có cái tư tưởng là vô thần, không phải là người ta sinh ra mà người ta có tư tưởng đấy, mà người ta phải được giáo dục, được người khác truyền dạy. Có cái người thì có cái tư tưởng hữu thần, nhưng người ta coi là mọi thứ trên đời này do có những đấng thần linh ban bạn. Thì cái tư tưởng đấy cũng là do con người ta được tiếp thu từ ở những cái kiến thức bên ngoài. Vậy thì một cái người thân cận với những cái tư tưởng nào, với những cái người nào, và người ta truyền đạt cho mình cái tư tưởng gì thì mình sẽ tiếp nhận cái tư tưởng đấy. Nếu một cái người mà thân cận với những người ác thì
người ta sẽ truyền đạt cho mình những cái tư tưởng bất thiện. Mà tư tưởng những cái người ác ở đây thì có thể là những cái người đó có những cái hành động ác, thân khẩu ý nó rõ ràng ra thì mình có thể nhận ra được, mình biết là đây là người ác. Nhưng mà cũng có người thì không nhận ra được, vì mình nghĩ rằng là cái việc ác này nó chẳng có quả báo gì, thì mình để mình đã được tiếp nhận cái tư tưởng như thế. Hoặc là cũng có những cái người thì mình có cái quan niệm là có nhân có quả này, nhưng mà mình thân cận với những cái người mà người ta có tà kiến, người ta cho rằng là cái pháp đúng này là sai và cái pháp sai này là đúng, và người ta tiêm nhiễm cho mình cái tư tưởng tà kiến ấy, mà mình chấp nhận cái tư tưởng tà kiến đấy, thì cái đấy cũng gọi là thân cận với bạn ác. Thì thân cận với bạn ác này, bạn ác là có thể là những cái hành động bất thiện là ở nơi thân, hay là có những cái tư tưởng bất thiện ở nơi tâm, hay là có những cái tư tưởng tà kiến ở nơi tâm, thì điều đó được gọi là bạn ác. Chứ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Thì khi bây giờ một cái người nói rằng là tôi thân cận với những cái người đấy, những cái người xấu, để tôi độ cho họ, để tôi khuyên họ bỏ những cái điều xấu đó để làm điều này, thì những cái điều này đó được gọi là một cái người gọi là có cái tâm, có cái tâm độ sinh rất là lớn. Nhưng mà để mà làm được cái điều đó thì phải là những cái bậc đã vô nhiễm, tức là những cái bậc nào mà đã đạt đến cái sự vô nhiễm hoàn toàn, không còn tham sân si nữa thì có thể làm được điều đấy. Còn những cái người mà chưa đạt đến cái sự vô nhiễm mà mình thân cận với một cái người bất thiện thì vẫn có thể bị nhiễm cái sự bất thiện. Ví dụ như là bây giờ một cái dây buộc cá, mình không đụng vào cá, mình chỉ cần đụng vào cái dây đấy thì cái tay của mình đã có mùi tanh. Vậy khi mình thân cận với những người bất thiện thì nó đã bị cái tâm của mình hàng ngày mình phải tiếp xúc với những cái điều bất thiện đó, nhưng mà mình chấp nhận, tức là mình kết bạn với người bất thiện là mình chấp nhận cả những cái sự bất thiện của cái người đó, thì ngay trong cái lúc đấy là cái tâm của mình nó đã bắt đầu có cái sự nhiễm, có cái sự nhiễm, tức là mình đã chấp nhận cái điều đó. Thì đấy gọi là chớ thân với bạn ác, hoặc là thân với bạn ác có một lúc nào đó mình có thể sẽ bị cái người ác đó làm hại nữa. Có thể một là mình sẽ nhiễm cái tánh ác của người đấy, hai là mình sẽ có thể bị nhiễm bị cái người ác làm hại. Người ác làm hại giống như là một cái người đó là một cái người có cái tâm hung dữ bất thiện. Và thế những người đó mà có cái sự thân cận với nhau thì sẽ luôn luôn có cái sự phải là làm phiền não nhau, phiền não từ mấy bậc, cho nên là mới tránh xa những cái bạn ác, tức là không nên thân cận với người ác, mà không nên thân cận với người tiểu nhân, hay thân cận với người này, thân cận bậc thượng nhân. Thế nên là bình thường ở thế gian thì mình làm sao mà biết những người như thế nào là người ác, người như thế nào là người tiểu nhân, thế nào là người này, thế nào là bậc thượng nhân. Cái người mà biết được cái người nào là ác để mà tránh xa, hay là cái người nào là cái người này để mà thân cận, thì cũng không phải là dễ, về vì chỉ những người có trí tuệ thì mình có thể nhận ra được. Người không có trí tuệ thì mình sẽ không biết thế nào là cái người ác, người bất thiện. Như là cái người nào mà có cái khuynh hướng về cái tâm tham, ví dụ cái người đó người ta ác nhưng mà người ta nặng về cái tánh tham, nên là người ta có cái sự tham hưởng thụ ví dụ là ở thế gian, thì cái đấy nó cũng là cái sự bất thiện. Mặc dù thấy rằng cái người này chỉ tham hưởng thụ, người ta chẳng có làm hại ai, nhưng mà cái sự mà tham hưởng thụ những cái dục lạc thế gian đấy thì nó là cái người sẽ chìm đắm ở trong cái luân hồi sinh tử rất là lâu dài. Người đó sẽ có cái sự tham ái mà dính mắc, thì cái người đấy cũng sẽ là một cái người nguy hiểm, vì sẽ để lại cái sự khổ đau lâu dài về sau.
Hay là một cái người mà có cái tính sân hận, cái người có cái, hay có cái sự sân hận, tức giận, buồn phiền, bực bội, thì cái người đấy cũng là cái người ác, bởi vì cái tâm sân người ta rất là dễ tạo những cái điều bất thiện. Và hay là một cái người mà có cái ác đó, gọi là ác về sự tà kiến, người ta bác bỏ nhân quả, không có tin nhân quả, người ta có những cái điều chấp thủ, những cái điều sai lầm, như là về nghi lễ, những cái tục lệ, thì những cái người đấy được gọi là những cái người ác mà mình thân cận. Những cái người ác thì mình sẽ, một là mình sẽ bị nhiễm cái thánh ác, hai là mình sẽ bị những người ác làm hại. Những người tiểu nhân là những người chỉ có biết làm lợi cho bản thân mình, tức là những cái gì mà có lợi cho mình thì người ta sẽ làm. Và khi mà có một cái gì đó mà nó không có nợ cho bản thân, người ta sẽ làm mà hại người khác. Cứ ai mà còn có nợ cho cái bản thân của người đấy thì cái người đấy sẽ coi như là một cái người thân cận. Và khi mà có cái không có được cái lợi ích cho mình nữa thì cái người đấy sẽ không có tốt với cái người đó nữa. Thì đó là người tiểu nhân, là người chỉ cầu nợ cho bản thân mình mà không có cái tâm đó là muốn lợi ích cho người khác. Vậy thì cái người bạn lành là cái người sẽ có cái tâm là bao bọc mình và người khác, là cái người đấy là cái người có cái tâm là mong muốn cho cái người khác được an vui. Tức là, và cái người bạn lành ở đây cũng nghĩa là một cái tâm của người ta nó không có cái giới hạn. Ví dụ như là một cái người mà còn có một cái tình thương nó có giới hạn. Ví dụ người có những người chỉ thương bản thân mình, không thương ai hết. Có những người thì mà tôi chỉ thương những người trong thân bằng quyến thuộc nhà mình, không có thương những người khác. Có người thì nói tôi chỉ thương những người cùng cái dân tộc cũng đã đương này, không thương những người khác. Giờ những cái người mà cái tình thương mà nó còn có giới hạn như vậy thì chưa phải là người lành, mà cái người lành là có một cái tình thương mà nó không có giới hạn, tức là không phải là chỉ thương mình mà thương tất cả những cái chúng sinh nào mà có những cái cảm thọ khổ đau. Thì những người nào có cái tình thương đến tất cả chúng sinh mà không có phân biệt đây là người thân, đây là người xa lạ, đây là người cùng dòng tộc hay là khác dòng tộc, mà đó là những cái chúng sinh có những cái nỗi khổ đau, thì người như vậy thì được gọi là bạn lành. Bởi vì chỉ có những cái người như thế thì người ta sẽ không làm hại, không có vì cái lợi ích cho một cái người này mà phải làm hại người khác. Còn những người mà có cái tình thương còn giới hạn, bây giờ mình vì cái lợi ích của người này mình sẽ phải làm hại người kia, vì như thế được gọi là tiểu nhân, vì lợi ích cho người mà thân với mình, cùng đồng bọn với mình sẽ phải đi làm hại người khác. Còn với một cái người không còn giới hạn về xa gần thì cái người đấy mới là người lành. Cái người sẽ không làm hại bất cứ ai, không làm hại bất cứ một cái sinh linh nào hết. Thì cái người như thế thì được gọi là những cái bậc thượng nhân. Những bậc thượng nhân là những cái bậc có những cái pháp thượng nhân, mà có chi kiến thượng thẳng, thì cũng được gọi là những bậc thượng nhân. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Thì khi mà giáo pháp của Đức Phật mà thuyết pháp, thì những cái người nào hiểu được pháp thì cái người đấy sẽ hoan hỷ. Những cái người mà hiểu được cái giáo pháp, tức là cái tâm của cái người đó có cái sự tiếp chấp nhận cái giáo pháp đấy. Vì giáo pháp thì của Đức Phật là giáo pháp là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa mà hoàn hảo ở đoạn cuối. Hay là những cái giáo pháp đấy là cái giáo pháp hướng thiện, mà những cái giáo pháp đấy là hướng thượng. Thế là cái tâm của người nào mà có cái tâm hướng thiện, có cái tâm hướng thượng thì cái người đó sẽ hoan hỷ với cái giáo pháp, hoan hỷ với giáo pháp
Mà cái người nào mà có cái tâm mà hướng đến giáo pháp, mong mỏi giáo pháp, thì cũng giống như khi mà được nghe pháp thì giống như là một cái người đang khát mà gặp mà nước, hay là đang đói mà được ăn, như khát mà được uống. Thì cũng như vậy, thì những người mà có cái tâm hiểu được giáo pháp thì lúc nào cũng có cái sự khao khát đối với giáo pháp, khát nương đối với giáo pháp, cho nên mà mỗi khi được nghe giáo pháp là như thế, là như đói được ăn, như khát được uống, như là cái cây khô hạn mà gặp được mưa, thì luôn luôn có cái tâm hoan hỷ như vậy. Thì đấy là cái tinh thần của một cái người có trí tuệ. Một cái người có trí tuệ thì cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có tăng cường thêm trí tuệ cho người đấy. Ví dụ như là một cái tâm trí của một người khi mà chưa đạt đến cái sự gọi là vô học, tức là một cái bậc chỉ có đến những cái bậc mà đã đạt đến cái sự vô học, như là các bậc A-la-hán rồi, thì là cái trí tuệ mới sáng tỏ hoàn toàn. Còn là những bậc phàm phu hay là những cái bậc hiếu học thì trong cái tâm trí vẫn còn nhiều những cái cấu uế, vẫn còn nhiều những cái vô minh, nhiều những cái phiền não. Vậy mỗi khi mà được nghe giáo pháp thì đó, thì cái giáo pháp đấy giống như là một cái nguồn, giống như là những cái nước mát mà có thể là rưới tắt được những cái lửa não phiền. Đây là cái giáo pháp đấy, giống như là một cái nguồn nước thanh tịnh có thể rửa trừ được những cái cấu uế, những cái ô nhiễm ở trong nội tâm. Vì vậy cho nên là một cái người có trí tuệ thì cái người đấy nghe pháp và không bao giờ biết chán, và không bao giờ biết đủ với giáo pháp. Người đó có thể nghe pháp suốt đêm suốt ngày, người đó có thể nghe pháp quanh năm ngày tháng, nhưng mà người đó sẽ không bao giờ nói rằng là nghe như thế là đủ rồi, như thế là thỏa mãn rồi. Và nghe pháp không bao giờ có cái tâm chán nản. Thì mới đấy là một cái người mà một cái người đa văn, đấy là một cái người có trí tuệ, một cái người có niềm tin đối với giáo pháp này. Thì người ta, cái người đấy sẽ luôn hoan hỷ, phát hỷ đem lại cái sự an lạc với một cái tâm tư thuần tịnh. Thì người trí là như thế, sẽ luôn luôn sống trong cái niềm hoan hỷ với giáo pháp, với pháp của bậc thánh thuyết. Như thời ngày xưa mà để được nghe pháp thì sẽ rất là khó, khó hơn thời bây giờ, bởi vì chỉ có những nơi nào có những bậc pháp sư, và những cái bậc pháp sư đó có đăng đàn thuyết pháp thì người ta có thể nghe được pháp. Mà hết một cái thời pháp đấy, người ta sẽ không nghe được pháp nữa, bởi vì thời đấy không có, có băng đĩa, không có ghi âm lại được, và không có nghe pháp thường xuyên được như bây giờ. Vậy nên là để được nghe pháp như thời trước thì rất là khó, cho nên mỗi một lần được nghe pháp thì đó giống như là một cái niềm hoan hỷ lớn, một cái sự an lạc lớn. Nghe pháp, cái người nào mà nghe pháp nhiều thì cái người đấy sẽ trở thành một cái người đa văn, cái trí tuệ, tức là về cái học vấn của người đó sẽ có một cái trí tuệ hiểu rộng ra. Và từ cái sự từ cái nhân nghe pháp đấy, sau này người ta sẽ trở thành những cái bậc có trí tuệ lớn. Ví dụ như là nếu như người đó tu tập mà để chứng đắc đến đạo quả niết bàn, vì đấy có thể trở thành những cái bậc có tứ vô ngại giả, những cái bậc có hoặc là những bậc a la hán, thì có những bậc a la hán gọi là có tam minh tục nục thông và tứ tuệ phân tích. Thì những cái bậc mà có tứ tuệ phân tích ấy, là những cái bậc mà có được những cái trí tuệ hiểu rất là sâu sắc về giáo pháp, và có thể có được cái khả năng biện tải vô ngại. Thì đấy là những cái người phải là những người rất là hoan hỷ trong cái việc nghe pháp, và nghe pháp với vị đó là không bao giờ chán, ghi nhớ pháp và gặp hỏi lại những điều khúc mắc ở trong giáo pháp, thì có cái tinh thần học pháp như vậy, thì sẽ có cái nhân như thế để cho sau này vị đó trở thành những người có cái tứ tuệ phân tích ở trong tương lai. Hơn nữa là người trí thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Thì một cái người trí thủy thì dẫn nước, tức là khi mà một cái nơi nào đấy mà nó thiếu nước thì cái vị đó
phải đi tát nước vào cho nó đủ nước để dùng. Nhưng mà ở một cái nơi nào đấy nó thừa nước thì vị đó phải tát cái nước ra. Đấy, vì cái nước mà nhiều quá thì cũng không có dùng được, mà ít quá thì cũng không dùng được. Thì một cái người tu tập cũng thế, cũng có khi mà có những cái mình cần phải tát vào, cũng có những cái mình cần phải gạn ra. Thì cái người mà tu tập là như vậy, là cái người luôn luôn như vậy. Mình phải luôn luôn là trau dồi cái trí tuệ. Thì cái người tu tập là trau dồi cái trí tuệ, mà cái trí tuệ nó càng nhiều thì càng tốt. Thì vậy muốn có được trí tuệ thì cái vị đó phải vun bồi từng ngày, vun bồi cái trí tuệ từng ngày, từ cái sự học tập, từ cái tư duy, từ cái sự tu tập. Như là một cái người dẫn nước vào, là cái nguồn nước trí tuệ thì càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cũng có những cái nước thì cần phải tắt cho nó cạn đi, những cái nước gì mà nó ô nhiễm ở trong tâm, như là cái nước tham dục, sân hận, si mê, thì những cái nước đấy mình cần phải tắt cạn đi. Thì mỗi một ngày, mỗi một giờ cũng vậy, là cái vị đó luôn luôn phải tắt cạn những cái nước phiền não ở trong mình. Thì vậy thì cái người tu tập cũng là một cái người đang lao động, chẳng khác gì một cái người trị thủy đang dẫn nước. Thì cái người tu tập ngồi đây nhưng không phải là ngồi chơi, tu không phải là ăn không ngồi rồi. Thế nên cái người mà lao động ở bên ngoài kia thì cũng vất vả như thế nào, thì cái người ngồi tu tập thì cũng vất vả như thế vậy. Kẻ làm tên nắn tên thì cũng thế, nắn tên thì cần một cái trình độ khéo léo hơn, đó là phải nắm vuốt cho nó chỉnh chu. May một cái tên mà nó bị lệch sang một bên, bên nặng bên nhẹ là khi bắn là nó sẽ chạch mục tiêu. Thì cái sự tu tập cũng thế, sự tu tập nó cũng cần phải có cái sự khéo léo. Nếu cái người nào mà tu tập mà vụng về một tí, mình có thể nó bị thái quá sang một bên là mình sẽ rơi vào một cái khúc mắc nào đấy mà mình sẽ không thoát ra được. Vì vậy nên là nó luôn luôn phải có cái sự quân bình, tức là có cái sự cân đối. Ví dụ như là tín tấn niệm định tuệ, năm căn quyền đấy nó phải được quân bình. Ví dụ mình nặng về đức tin quá, ai nói gì mình cũng tin theo. Thế thì vì trong cái giai đoạn mới tu, cái trí tuệ của mình nó chưa hoàn thiện, nó chưa hoàn hảo, mà lúc đấy mình có cái tâm rất là hoan hỷ. Cho nên là ai thấy nói một cái điều gì đó mà là nhấn mạnh về cái sự tu hành, nhấn mạnh là cái sự quan trọng của cái sự tu hành, mình có thể khởi lên cái niềm tin, cái đức tin đấy có thể dẫn mình đến cái sự niềm tin mù quáng, tin vào một cái pháp mà nó không thật sự đi đến cái sự đoạn tận khổ đau. Về cái niềm tin đó nó sẽ nấn át trí tuệ, mình sẽ không có biết cái niềm tin đấy nó phải ở cái mức vừa phải. Vì mình tin tín thì nó còn phải còn để cho cái chỗ cho tuệ nó phát triển. Nhưng mà mình chỉ có đức tin mà không có trí tuệ, không có biết phân biệt, không có biết không có biết chọn lọc, thì mình sẽ cái gì mình cũng tin, mình sẽ ôm đồm rất nhiều cái niềm tin, và từ cái niềm tin đấy nó sẽ dẫn đi xa. Hay là tinh tấn vậy, thì người ấy mình cứ nỗ lực cái sự tinh tấn, mà tinh tấn nó không khéo, tinh tấn một cách sai thì cái sự tinh tấn sai đấy nó làm cho cái sự mệt mỏi căng thẳng nó khởi lên, không biết cách quân bình lại, thì cái sự tinh tấn đấy nó sẽ làm cho mình mất uổng phí cái sức lực. Tinh tấn niệm vậy, khi mà định và tuệ cũng thế, nó phải luôn luôn được quân bình. Nhưng một người có cái định mạnh, chú trọng về cái định mạnh đấy quá thì nó sẽ rơi vào thụ động. Nó sẽ rơi vào cái sự thụ động, đó là mình không có cái sự phấn chấn, hay là không có cái sự suy xét, thì nó sẽ rơi vào cái sự xa lánh. Tất cả những cái ngoại cảnh ở bên ngoài ấy cũng sẽ không đạt được đến cái mục đích. Hay là một người có tuệ mạnh như vậy, nhưng mà một người có tuệ mạnh sẽ ở trong một cái trạng thái đó là phân tích quá nhiều. Thì từ cái sự phân tích quá nhiều như thế thì nó dẫn cho nó sẽ khiến cho mình khởi lên những cái hoài nghi, những cái thắc mắc, mình sẽ không có giải đáp được.
Vậy cho nên là cái trên cái sự tu tập nó cũng khéo léo như thế, như cái người mà góp tên cũng bận, người ta phải rất là khéo léo làm cho nó cân đối chỉnh chu thì cái mũi tên đấy nó mới đi trúng mục đích. Thì cái người tu tập mình muốn đi đến được cái đích niết bàn cũng bận, cũng phải khéo léo để làm cho các cái căn quyền của mình nó ở cái mức trung bình, không có cái gì nó quá mạnh, không có gì nó quá yếu, tín tấn niệm định tuệ để nó luôn luôn được quân bình vừa phải với nhau, thì cái người đấy mình sẽ đạt được đúng cái đích của mình. Thì cái người tu tập cũng thế, cũng không phải là một cái việc làm dễ dàng của một cái người bình thường, mà cũng phải là một cái người thiện sản. Thiện sản giống như là những cái người thợ thiện sản, người ta làm những cái đồ đạc cao cấp khéo léo bên ngoài. Như người thợ mộc thì người ta phải uốn gỗ để làm cho cái gỗ từ cái thô xấu mà trở thành một cái đồ trang sức đẹp đẽ. Thì cái miếng gỗ đấy có những cái người ta phải cưa cắt đục đẽo nó đi, rồi người ta mới bo góp cho nó trở thành những cái chạm trổ, cho nó trở thành những cái đẹp được. Thì cái người tu tập cũng thế, có những cái mình cần phải từ bỏ nó đi, có những cái xấu mình cần phải bỏ nó đi, có những cái mình cần phải uốn nắn, có những cái mình cần phải làm cho cái hạnh của mình nó trở nên tốt đẹp hơn. Giống như là cái sự uốn nắn cái tâm của mình cũng thế, uốn nắn cái giới hạnh và trí tuệ của mình cũng thế, nó phải được uốn nắn cho từ những cái tâm mà nó thô thiển xấu xí, vậy dần dần nó mới trở thành tốt đẹp nên được. Vậy đấy là cái người tu tập có thể lấy những cái hình ảnh ở bên ngoài mà có thể ẩn dụ cho một cái người đang tu tập cái nội tâm của mình. Thì cái bậc có trí là nhiếp phục cái tự thân, hay là nhiếp phục hay là tu tập cái thân tâm của mình, cũng giống như là những cái người lao động ở bên ngoài. Thế cho nên là cái người tu tập không phải là cái người đó không có cái sự nỗ lực, không có cái lao động, mà cái sự tu tập nó cũng là một cái việc lao động mà nó còn đòi hỏi một cái sự nỗ lực cố gắng và có cái sự thiện sản rất là lớn thì mới thành công được. Như tảng đá kiên cố không gió nào dao động, cũng vẫn giữ khen chê người trí không dao động. Một cái người trí thì khác với một cái người ngu, đó là một cái người trí thì tại sao lại có được một cái tâm vững vàng như là một cái tảng đá. Thì ở trên đời những cái gió ở trên đời người ta có thể lay động những cái cành cây yếu mềm. Vậy thì cái gió gì mà nó có thể lay động được vào tâm con người? Đó là những cái gió ở trên đời, đó là những cái sự gọi là sự khen chê yêu ghét ở trên đời. Khi mà được nợ hay mất nợ, mình muốn biết được cái người đó tâm trí còn dao động hay không. Ví dụ như là khi mà người đó mà có một cái nợ ích gì đó mà cái người đó thích thú với cái mà say sưa thích thú với một cái nợ dưỡng nào đấy, thì biết là người đó còn tâm còn bị dao động. Hay là một khi mà người đó bị mất một cái mối nợ nào đấy, như là một cái người đó đang được hưởng một cái nợ lớn mà khi mà vì đó bị mất cái nợ đấy đi, thì những cái người mà không có trí tuệ thì là sẽ sinh ra phiền não, được nợ là thích thú say sưa, nhưng khi mất nợ một cái là buồn phiền trách móc. Đấy là cái người bị gió đời nó lay động, đấy là cái gió nó dao động những cái tâm yếu mềm ở bên ngoài. Hay là nợ truy hủy dư, tức là khi mà mình được khen và chê, được khen mà mình thích, mình bị chê mà bị tức tối thì đấy cũng là bị dao động. Khi mà mình khổ và khi mà mình được cái sự sung sướng, hay là khi mà chịu khổ đau, và khi mà được sung sướng mình thích thú mà khi khổ đau mình than vãn, thì đấy cũng là cái sự dao động, cái tâm dao động. Đấy là những cái gió đời, nếu gọi là bát phong, tám cái gió của đời nó làm dao động một cái tâm của một cái người mà chưa có sự kiên cố, cái tâm chưa có kiên cố. Vậy thì cái người trí tại sao lại có được cái tâm kiên cố này?
Bởi vì là cái người trí thì là hiểu rõ được cái đời, hiểu rõ về đời, cái người đấy hiểu được là mọi thứ ở trên đời này nó là huyết hóa, là giả tạo, như được nợ hay là mất nợ thì những cái đấy nó cũng cái nợ trên đời, cái người đấy không còn tham ái đối với nợ, không còn tham ái với chức quyền danh vọng địa vị nữa. Thì là cái người mà thoát ra ngoài cái tham đắm ở cuộc đời, thoát ra ngoài cái cuộc sống thế tục, thì cái người đấy sẽ dừng dưng trước những cái sự được mất, trước cái sự thịnh suy của cuộc đời. Còn những người mà còn cái tâm mà vẫn còn đắm nhiễm đối với lại những cái dòng đời, tắm nhiễm những cái nợ dưỡng ở cuộc đời, vì cái cuộc sống ở thế gian, thì khi mà thế gian nó dao động thì tâm sẽ dao động. Còn cái người mà đã xa lìa được cái cuộc sống thế gian, không còn chấp trước vào cái sự cuộc sống thế gian nữa, thì cái người đấy mới là cái người có cái sự tự tại, cái tâm của người đấy kiên cố, không còn bị dao động, vì cái tâm cái người đấy cũng đã từ bỏ những cái tham ái chấp thủ đối với lại những cái được mất hơn thua cái yêu ghét của cuộc đời, không còn quan trọng cái chuyện đó nữa, nên là không còn bị dao động giữa khen và chê. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không cuối đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí được định đạt. Thì có những cái hồ nước thì nó nông cạn, và có những cái hồ nước thì nó sâu thẳm. Cái hồ nước mà nông cạn thì chỉ cần một chút, có một chút gợn sóng lên là cái mặt hồ nó sẽ thì cái nước ấy nó sẽ vẩn đục. Còn cái hồ nước nào mà sâu thẳm thì dù có sóng lớn thì nó vẫn không vẩn đục, trong sáng. Dù có sóng lớn thì nó vẫn rất là trong sáng, dù có những cái loài cá lớn nó bơi lội ở trong đấy thì nước ấy nó vẫn trong sạch. Thì cái hồ nước này được ví như cái tâm của con người, cái tâm một cái người mà hiểu biết nông cạn thì kiểu một chút xíu những cái chuyện gì ở trên đời nó khởi lên, là một cái ngoại cảnh gì đó nó tốt hay nó xấu nó tác động vào trong tâm, là cái phiền não tham sân si của người đó sẽ khởi lên ngay. Còn cái người nào mà có được cái trí tuệ thâm sâu thì cái người đấy giống như là cái bể nước rất là sâu sắc, dù có sóng lớn, có to sóng lớn ở bên ngoài thì vẫn giữ được cái sự thanh tịnh, vẫn giữ được cái sự trong sạch như vậy. Thì cũng vẫn giữ một cái người đời mà không được nghe giáo pháp và một cái người được nghe giáo pháp nó sẽ khác nhau như thế. Cái người mà sống ở trên đời mà không được nghe giáo pháp thì cái người đấy sẽ có cái sự chấp trước đối với là có cái sự tham ái, có cái sự chấp trước đối với cái thân năm uẩn này, cũng như là đối với những cái ngoại cảnh của cái thân này. Nên là cái người đấy luôn luôn thấy có cái tự ngã, tức là có cái tự ngã của mình ở trong cái thân này, và có những cái ngoại cảnh ở bên ngoài mà mình cũng nhận là tự ngã của mình. Vì vậy cho nên là cứ có một cái gì đó có lợi cho tự ngã thì hoan hỉ, có cái gì đó có hại cho tự ngã thì là cái người đấy sẽ sinh ra cái phiền não. Đấy là cái người mà do không được không thân cận những bậc chân, không được nghe đạo pháp thì cái người đấy sẽ như thế, không có, sẽ cái tâm của người ta rất là dễ khởi lên phiền não như vậy, luôn luôn có bị dao động trước những cái sự khen chê yêu ghét và cái sự được mất hơn thua ở cuộc đời. Còn những người mà được nghe giáo pháp thì người ta sẽ biết được cái sự vô thường giả tạm, biết được cái sự vô thường giả tạm trên cuộc đời này. Dù như cái gì nó có sinh thì nó có diệt, cái gì nó có đến thì nó phải có đi, cái gì nó có hợp thì nó phải có tan. Do được nghe giáo pháp như vậy, tư duy theo giáo pháp như vậy, cái sự hành trì theo giáo pháp như vậy, cái trí tuệ của cái vị đó sẽ mỗi ngày nó sẽ rộng lớn hơn,
cái sự hiểu biết càng ngày nó sẽ càng sâu sắc hơn. Cho nên cái trí tuệ đạt đến một cái lúc nào đó, nó sẽ cái tâm của người đó sẽ thể nhập với trí tuệ, hòa nhập với trí tuệ, vì đó nhìn đâu cũng nhìn đúng với sự thật, nhìn đâu cũng thấy cái sự vô thường đã tạo ở trên cuộc đời. Cho nên là cái sự khi mà vị đó tiếp xúc với cái sự vô thường ở trên cuộc đời, vì đó có giữ được cái tâm nó thản nhiên, nó an tịnh. Thế nhưng khi mà cái gì nó được cũng không vui, khi mà nó mất cũng không buồn, khi mà được khen cũng không thích, khi mà bị chê cũng không có phiền não. Thì đấy là cái người có được học hỏi giáo pháp, có được nghe giáo pháp, thì trí tuệ sẽ càng ngày càng rộng lớn hơn, càng sâu sắc hơn. Thì cái trí tuệ sâu sắc đấy nó sẽ càng là trí tuệ thanh tịnh hơn, tức là ít những cái vận động, ít những cái phiền não. Còn người mà không có tiếp thu giáo pháp, không học, không hỏi, không hành theo giáo pháp, thì cái tâm trí của cái người đấy sẽ rất là nông cạn. Thì cái người đấy sẽ hay bị dao động, hay bị vận đục, hay bị phiền não làm chi phối thân tâm. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ khổ nạn, bậc trí không vui buồn. Với một cái người mà còn dính mắc với lại một cái người mà có cái tâm buông xả thì nó sẽ khác nhau. Với một cái người mà có cái tâm dính mắc đối với cuộc đời này, tức là cái người đấy còn có cái sự tham ái, cái sự hưởng thụ đối với những cái ngũ dục ở thế gian, khi mà được hưởng thụ cảm thọ những cái dục lạc ở thế gian, thì cái người đấy hoan hỷ thích thú. Khi mà không có được cảm thọ cái sự dục lạc ở thế gian nữa thì người đó sẽ buồn. Vậy thì ở cái cuộc đời người ta luôn luôn là sợ hãi những cái nỗi khổ và ưa thích chạy theo những cái niềm vui. Đấy là một cái tâm lý phàm trần ở người thế gian. Vậy thì nhưng mà cái người ở đời thì luôn luôn sợ khổ nhưng mà lại không biết tạo ra những cái nhân an vui, tức là sợ khổ nhưng mà vẫn tạo ra những cái nhân khổ. Mình muốn cầu những cái niềm vui nhưng mà lại luôn luôn cầu những cái niềm vui trước mắt, tức là cái người luôn luôn chỉ nhìn thấy những cái cảnh ở trước mắt của mình, đó là cái sự vui sướng ở trước mắt. Thì còn đối với lại một cái phật có trí thì sẽ biết được những cái nguyên nhân này, nguyên nhân nào nó sinh ra cái khổ ở tương lai, những cái niềm vui ở hiện tại nhưng mà nó là nhân của những cái khổ ở tương lai, thì cái vị đó sẽ biết tránh xa những cái niềm nhân đấy. Thì khi mà có những cái sự khổ đau hay là an vui, thì cái vị đó biết được cái tính nhân quả, nó cái nghiệp nó chủ quả, con người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là tha tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Thì cái vị đó phải chấp nhận khi mà cái nghiệp bất thiện nó đến, thì cái vị đó sẽ cảm thọ những cái nỗi khổ ở nơi thân, nhưng mà cái tâm của vị đó sẽ không khổ. Với một cái người mà có trí tuệ thì cái người đấy sẽ không có khổ, người đó có thể sẽ có những cái nỗi cảm thọ cái sự khổ ở nơi thân đó, và vì đó phải chấp nhận trả cái quả của cái nghiệp đó. Khi mà có những cái sự an vui được hưởng những cái điều lợi ích nó đến, đó là những cái quả của những cái nghiệp thiện, và cái người đó luôn luôn biết rằng đó là quả và nghiệp của quả, và cái quả và cái tất cả những cái nghiệp mà nó cho quả, thì cái vị đó sẽ tự tại, tức là sống có một cái tâm buông xả. Thì cái bậc mà hiểu về cái tính nhân quả như thế là cái bậc có được cái tâm buông xả, cái vị đấy sẽ buông xả được cái sự yêu và ghét, buông xả được cái sự khổ và nạn, tức là cảm thọ cái sự khổ nạn, và buông xả được cái sự vui và buồn. Vì cái người mà có cái tâm buông xả như thế thì người đó sẽ không bao giờ vui thích, vì chẳng
trên đời này chẳng có cái gì được gọi là mình là có được cái lợi ích gì ở trên cuộc đời này, là không có một, mình không bao giờ nghĩ là mình được cái gì ở trên đời, cho nên vì đó không bao giờ có cái gì gọi là vui và không bao giờ có cái gì gọi là mất cái gì ở trên đời này cả, cho nên là vì đó sẽ không bao giờ có cái trạng thái buồn phiền, và cái tâm của cái vị đó là luôn luôn có cái tâm sáng. Vì vậy nên là một cái bậc có trí tuệ lớn thì cái bậc đấy sẽ có một cái tâm thản nhiên, càng có trí tuệ lớn thì càng thản nhiên lớn. Thản nhiên ở đây là cái vị đó không có bộc lộ những cái cảm xúc của mình ra bên ngoài nhiều. Ví dụ những cái người mà bình thường ở bên ngoài, cái tâm trí của người ta còn bị hướng theo ngoại cảnh thì người ta vẫn còn bộc lộ những cảm xúc, đó là có những lúc thì cái trạng thái tâm rất là vui, nhưng mà cũng có những lúc thì cái trạng thái tâm rất là buồn. Thì những cái vui buồn đấy là đó là những cái cảm xúc nó bộc lộ ra của một cái người mà trí tuệ vẫn còn thấp. Với một cái người có trí tuệ lớn thì không còn có cái cảm xúc vui buồn nữa. Ví dụ như Đức Phật hay là các bậc A-la-hán thì sẽ các vị đấy không bao giờ khóc mà cũng không bao giờ cười. Vậy thì như một cái bậc mà hoàn hảo về trí tuệ là thế. Ví dụ một cái người mà còn khóc thì cái người đó chắc chắn là một cái người trí tuệ còn thấp. Một cái người còn cười cũng là một cái trí tuệ còn thấp. Vậy một cái người mà xa lìa được cả hai cái khóc và cười thì cái người này mới là một cái người có trí tuệ cao. Thế nhưng mà Đức Phật một cái khi mà ngài khởi lên một cái tâm cười hay là ngài mỉm cười về một điều gì đó, hay một bậc A-la-hán khi mỉm cười về một cái điều gì đó thì cái tâm khởi lên trong cái lúc đang cười ấy được gọi là tâm, cái tâm vi tiếu, cái tâm vi tiếu của Đức Phật hay một bậc A-la-hán thì cái tâm đấy nó là một cái tâm xả. Mặc dù gọi nó là thấy rằng các cái vị đó có cái hình dạng như cười, nhưng mà thực ra nó không có đi với cái thọ hỷ mà nó đi với thọ xả. Nó là một cái tâm xả, một cái tâm thản nhiên, cười với một cái trạng thái thản nhiên, chứ không phải là cười với một cái trạng thái hoan hỷ thích thú như là những cái người phàm phu hay là những cái bậc hữu học thì vẫn còn cười khi mình còn thích thú một cái gì đó. Thì cái bậc trí là như thế. Bậc trí là không có vui buồn nữa, bởi vì cái tâm của cái vị đấy đã hoàn toàn xả, buông xả hết, buông xả hết tất cả những cái sự được mất hương thua, hay là cái sự gọi là tham ái và chấp thủ. Cái vị đó không còn có chấp thủ vào, không còn thấy cái gì là ta, cái gì là của ta và cái gì là tự ngã của ta nữa. Ví dụ một cái người mà còn vui buồn là cái người đó còn thấy đây là ta, đây là cái của ta, cái này là tự ngã của ta, cái này có lợi ích cho ta, cái này có sự nguy hại cho ta. Cái gì mà có lợi ích cho ta thì ta thích, cái nào nguy hại cho ta thì ta buồn. Đấy là cái bậc, những cái vị còn vui buồn. Còn những cái bậc trí này, những cái bậc đã không còn cái gì là ta của ta nữa, thì những cái vị đấy sẽ không có cái sự vui buồn với bất cứ một cái điều gì ở trên cuộc đời này. Đấy là cái hành trạng của một cái bậc có trí tuệ. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật chỉ giới có trí tuệ đúng pháp. Thì với một cái người mà làm một cái điều sai trái thì nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là cái vị đó vì yêu quý bản thân mình quá, cho nên là làm những cái việc sai trái. Có thể là mình vì một cái người thân của mình mà mình làm việc sai trái. Có thể là vì tài sản, vì con cái, vì tài sản quốc độ này. Hay là vì cái thành tựu, một cái thành tựu cho cái danh vọng lợi dưỡng của mình. Thì có nhiều cái nguyên nhân khiến cho một cái người ta sẽ làm những cái việc phi pháp, những cái làm phạm pháp và một cái điều gì đó không có tốt, tức là không có lợi ích. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà khiến cho người ta, những người sống ở trên đời, có thể người ta đã được học những cái pháp luật, những cái giới luật, là nên làm những cái điều này, không nên làm điều khác.
khác. Làm những cái điều này thì sẽ để lại những cái tội lỗi. Nhưng đôi khi người ta lại có rất là nhiều những cái nguyên nhân khiến cho người ta vẫn có thể làm những cái điều phi pháp đó. Đã biết là có thể là vì bản thân mình, có thể là vì những người thân của mình, có thể là vì cái điều này hay điều khác này. Còn đối với cái bậc có trí tuệ thì ví dụ như là vì đó được gọi là một cái người mà người ta muốn bảo vệ được cái chân tay của mình, người ta đôi khi phải hy sinh cái tài sản, bỏ cái tài sản để bảo vệ chân tay, có thể là người ta phải hy sinh chân tay để bảo vệ mạng sống. Thế thì bây giờ có người ta có dám hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cái gì không? Ai dám hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ một cái điều gì? Thì có những người đấy có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ những cái chánh pháp hay là những cái giới hạnh của mình. Có những người người ta giữ giới hạnh đến một cái mức tuyệt đối, người ta sẽ thà từ bỏ cả cái thân mạng này để giữ giới hạnh. Thì đấy là những cái người thật sự chỉ giới là vậy, chỉ giới là có thể là có những người thì thà hy sinh tài sản ở bên ngoài chứ người ta không có phạm giới. Thì cái người đấy được gọi là giữ giới ở cái mức bậc thường. Có những người thì thà hy sinh chân tay, tức là hy sinh những cái bộ phận ở trên thân này chứ không phạm giới, thì người đấy có thể là sẵn sàng giữ giới cho đến khi mà mất chân tay. Nhưng mà người đó không thể hy sinh được mạng sống. Nhưng mà với một cái người mà giữ giới ở cái mức cao thượng nhất, tuyệt đối nhất, là thà hy sinh mạng sống mà không có phạm giới, thì gọi là những giới ở cái mức bậc thượng. Thì đấy là những cái mức của một cái bậc giữ giới. Thì một cái bậc có trí tuệ mới có thể giữ giới được ở những cái mức độ như thế. Ví dụ như là những cái người, có những người khác nói là tôi có thể thọ giới, tôi giữ giới được nếu như mà tôi phải được cái gì đấy rồi. Thì tôi sẽ giữ giới, nhưng tôi mất cái gì tôi không giữ giới. Như này, tôi giữ giới phải được cái sự lợi ích, sống lâu mạnh khỏe, vui sắc đẹp trí tuệ. Nhưng mà đến bây giờ giữ giới tổn hại đến tài sản, tôi không giữ giới, nên là tổn hại đến chân tay, tổn hại đến mạng sống. Thì những người đấy sẽ là những người không có hiểu được đúng cái pháp. Những người mà có trí tuệ hiểu đúng pháp thì biết rằng những cái việc mà mình giữ gìn những cái giới hạnh nó sẽ để lại những cái lợi ích lớn, những cái công đức lớn ở tương lai. Cái người đấy sẽ biết cái sự giữ giới mà không vì mình hay là vì người hay là vì một cái gì đó mà làm những cái điều phi pháp hay là làm phạm những cái điều giới luật, thì đấy mới gọi là cái người thật trì giới, phải có trí tuệ đúng pháp. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Thì có hai cái bến bờ, đó là một cái bến bờ giải thoát và một cái bến bờ sinh tử. Có hai cái bến bờ này, bờ giác và cái bến mê và cái bờ giác ngộ, hay là niết bàn. Có một cái ý nghĩa mà được dịch ra cho đầy đủ ý nghĩa thì gọi là bờ bên kia. Thì nó tức là nó có cái bờ bên này và bờ bên kia. Bờ bên kia là cái niết bàn, bờ bên này là chúng sinh ở trong sinh tử. Thì những chúng sinh ở trong sinh tử thì rất là nhiều. Những cái chúng sinh mà những người mà đi đến niết bàn thì rất là ít, rất ít người ở trong nhân loại này có thể đến được cái bờ giải thoát niết bàn bên kia. Thì cái để mà đi được đến bờ niết bàn thì đây là một cái việc làm rất là khó. Bởi vì đi đến bờ bên kia là phải bơi ngược lại một cái dòng nước, cái dòng nước nó chảy xuôi, mà một cái người nào mà phải bơi ngược lại. Thì đại đa số mọi người không đến được bờ bên kia là bởi vì những cái người đấy không có cái sự tinh tấn, không có cái sự chuyên cần, hoặc là cái người đó không có cái niềm tin. Người đó không có niềm tin thì không có cái sự tinh tấn cố gắng, cho nên là không đi đến bờ bên kia. Còn ví dụ như là bờ bên kia với bờ bên này
Nhưng mà người đứng ở bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Thì bây giờ có một cái người mà có trí tuệ nói rằng là chúng ta sống ở bên này rất là khổ, chúng ta đi sang bờ bên kia, bờ bên kia rất là vui. Thì khi mà nói lên như vậy thì chỉ được một số rất ít những người tin theo mà những cái lời nói đó, còn đa số mọi người người ta không có tin theo. Thì người ta không tin theo, người ta sẽ chấp nhận xuôi ngược ở bên này. Còn những cái người có đức tin rồi thì cái người đấy sẽ bắt đầu có cái hành trình đi trên cái con đường để tìm đường về đến cái bờ bên kia đó. Thì khi mà đi đi được một đoạn đường rồi thì cái người đấy sẽ nhìn thấy, sẽ nhìn thấy cái bến bờ này. Khi mà đã nhìn thấy cái bến bờ này rồi, rồi lúc đấy cái bảo của người đấy hãy quay trở lại cái bờ sinh tử này, người ta có quay lại không? Người ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nếu như một người đã đi đến một cái mức mà khi người ta nhìn thấy được cái bờ bên kia, người ta sẽ không bao giờ quay trở lại bờ bên này. Tức là người ta đã nhìn thấy được cái niết bàn thì người ta sẽ không bao giờ quay trở lại con đường sinh tử này nữa. Thì một cái người tu tập là như thế. Khi mà người ta tu tập mà chứng đến sơ quả dự niệm, người ta chưa đạt đến niết bàn nhưng người ta đã nhìn thấy niết bàn. Vì vậy cho nên là một cái bậc chứng được sơ quả dự niệm, người ta vẫn còn chìm ở trong sinh tử nhiều nhất là đến 7 lần nữa, chứ không bao giờ người ta quay trở lại sinh tử như những cái chúng sinh ở bên này chưa từng thấy niết bàn. Vậy thì cái bậc dự niệm là cái bậc có một cái niềm tin tuyệt đối là nó có cái bờ niết bàn, có cái con nó có cái niết bàn giải thoát, bởi vì họ nhìn thấy niết bàn ngay từ khi cái tâm đắc nó và tâm nó khởi lên. Thì là cái lúc đấy vì nó đạt được cái pháp nhãn có nghĩa là vì nó thấy con đường có nghĩa là vì nó thấy cái con đường niết bàn là con đường giải thoát rồi đó. Thế và cái vị đó sẽ không bao giờ quay trở lại, và vì nó chỉ thẳng tiến một đường, có thể là trong 7 đời hoặc 6 đời, 5 đời, 4, 3, 2, 1 đời, và là người đó nỗ lực, người đó có thể đi đến niết bàn ngay trong kiếp đời. Hoặc là vị đó sẽ một vị nhất na, vị đó lại thấy niết bàn một lần thứ hai, tức là vị đó đi tiến thêm một bước nữa, vị đó thấy niết bàn, thì cái niềm tin của vị đó lại mạnh hơn nữa. Một cái vị bất na là thấy niết bàn lần thứ ba, thì cái niềm tin của vị đó lại còn cao hơn nữa, cho đến một cái bậc A La Hán là chứng ngộ niết bàn hoàn toàn. Đến cái lần thứ tư thì đến cái bậc A La Hán đấy mới đạt đến niết bàn hoàn toàn. Còn những cái bậc hữu học là đã thấy niết bàn từ xa, thì từ những cái vị đấy được gọi là đến bờ bên kia, thì bậc dự niệm nhất nay bất nay mà đi, những bậc A La Hán mà đi thì gọi là những người đã đến bờ bên kia. Thì ở giữa nhân loại này chỉ có một số ít những người có thể thấy được bờ bên kia, đến được bờ bên kia. Còn lại thì ở bờ bên này chỉ là ở bờ bên này chỉ là vì mê muội, không có niềm tin hay là không có hiểu nó đúng sự thật, cho nên là cứ chìm đắm ở bên bên này. Thì giữa người ngu với người trí là thế, là một cái người thấy được cái có cái con bờ bên kia, tức là có con bờ giải thoát. Còn đấy người ngu thì không có thấy con bờ giải thoát, cứ nghĩ là chỉ có cái dòng sinh tử này mà chấp nhận an bài ở trong đó, nên là cứ chìm đắm ở trong đó hoài. Những người hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực qua thoát. Thì những người đến bờ bên kia không phải là do học nhiều mà đến được, không phải là do mình chỉ có nói suông mà đến được, mà những người đến bờ bên kia là phải dụng công thực hành, phải có sự hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy. Thì cái sự hành trì pháp đấy đó là cái sự tu tập về giới định tuệ, tức là cái vị đấy chỉ tu tập giới thôi, vì nó không có đến được, mà phải tu tập định, mà chỉ định thôi cũng không đến được, mà phải tu tập tuệ. Vậy thì cái vị đó phải thực hành ba cái pháp gọi là tam vô đạo học, phải thực hành giới định tuệ. Thì cái người đó dù nói gì thì nói, mà vị đó không có thực hành thiền thì vị đó sẽ không bao giờ đến được bờ bên kia, nó không bao giờ đi đến được niết bàn. Vậy thì người đi đến niết bàn phải
phải có cái sự thực hành, đó là phải có sự tu tập mà phải có hành thiền. Không thể nào thực hành một cái pháp môn nào khác. Ví dụ như mình muốn được an vui, mình có thể cầu khấn lễ bái, thì cái điều đó là biết hoặc mê hoặc của thế gian, điều đó không bao giờ có. Giống như là một cái người mình muốn sang bờ bên kia, mình cứ đứng ở bên này gọi bờ bên kia ơi hãy lại đây, bờ bên kia hãy lại đây, thì mình có gọi như thế cho đến khi nào mình đứt hơi, mình chết ở chỗ đây thì bờ bên kia nó không nặng. Thế một cái người mà tu tập bằng cái pháp cầu xin như thế, mình có cầu cho ngôi chứng đắc niết bàn, cầu hoàn thành Phật, thì mình có thể cầu cho đến lúc chết mình sẽ vẫn còn ở bên này, mình sẽ chẳng bao giờ đến được cái bờ bên kia. Vậy người muốn sang bên kia thì cái người đấy phải đi đóng tàu, đóng thuyền và phải dùng cái sức của mình mà trèo mà lái hết sang. Nếu mình có đủ sức mà vượt qua được sóng gió thì mình sẽ sang. Còn nếu mà trên đường đi có rất nhiều ma lực để nó cám dỗ, tham dục sân hận, mình có thể chìm thuyền bất cứ lúc nào. Những cái người nào mà kiên cố vượt qua được thì sẽ được đi đến bờ giải thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà không, sống không nhà, sống biến ni khổ nạn. Thì nó có hai cái pháp. Đó là một cái người sống ở tại gia và một cái người xuất gia. Một cái người sống ở tại gia thì nó có rất là nhiều những cái sợi dây trói buộc. Nhà cửa là một cái sợi dây trói buộc. Như mình có nhà thì mình phải luôn luôn chăm chút cho cái ngôi nhà của mình. Có vợ con thì cái vợ con đấy là một cái sợi dây trói buộc, để lúc nào cũng phải chăm sóc cho vợ con, và cái tình cảm của mình, cái tâm trí để hết vào cái sự vui buồn của vợ con. Thì cái người đấy, cái trí tuệ nó không có thể nào đi đến cái sự viên mãn. Thì một cái người xuất gia thì có cái sự thanh thang tự tại, như chim bay giữa trời, không có cái sự ràng buộc nào hết. Thế gọi là kẻ trí bỏ pháp đen mà tu tập theo pháp trắng, tức là cái người sống ở đời thì không thể nào mà gột sạch hết những nỗi nợ. Tức là mình có sống tốt mấy, đôi khi nó vẫn còn những cái nỗi nợ, những cái sự ràng buộc của thế gian, không thể nào mà trắng bạch như vỏ ốc được. Thì một cái người mà muốn tu tập để không còn những cái nỗi nợ nào, từ bỏ hết tất cả những cái pháp đen, đó là những cái pháp về bất thiện, những cái pháp trắng là những cái pháp thiện. Thì một cái người mà muốn thực hành những cái pháp thuần thiện, thì cái người đấy chỉ có những người xuất gia mới có thể thành tựu được những cái pháp thuần thiện, những pháp mà không còn những cái nỗi nợ. Vì đó từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống biết ni nhưng là xa lìa. Cho nên cái đời sống ô nhiễm ở thế gian, sống viễn ly khổ nạn, thì tất cả những cái bậc có trí tuệ xưa nay, sau khi mà thức tỉnh, sau khi mà giác ngộ ra được cái cuộc đời, đó là cái cuộc đời ở tại gia nó nhiều cái phiền lụy, hay là còn nhà tại gia còn được gọi là cái ngôi nhà phiền não. Sống ở trong cái ngôi nhà tại gia nó hay có nhiều chuyện phiền não, hay còn gọi là ngôi nhà thế tục, bởi vì trong cái ngôi nhà mình phải tuân thủ theo nhiều cái tục lệ, nhiều cái bổn phận, nhiều cái trách nhiệm, nên là ở cái ngôi nhà đấy mình vẫn còn phải sống theo cái tập quán, theo cái mình phải làm rất là nhiều những cái công việc, những cái bổn phận của mình, thì cái tục lệ của thế gian nó ràng buộc, mình không có cái thời gian để mà toàn tâm toàn ý phát triển về cái trí tuệ giải thoát được. Vì vậy những cái bậc hiền trí, những cái bậc mà có cái trí tuệ mà thật sự mà muốn giải thoát ngay trong kiếp sống này, hay là một cái bậc đấy giải thoát đi đến cái đạo quả niết bàn càng sớm càng tốt, thì cái vị đó sẽ từ bỏ gia đình và sống không gia đình, giống như là Thái tử Tất Đạt Đa. Từ bỏ gia du đàn na, từ bỏ la hầu na, từ bỏ kinh thành, và vị đó đi vào trong rừng và cắt tóc tạo râu mặc áo lông chồng để xuất gia tu đạo, sau này mới trở thành một vị Phật chánh đẳng giác ở trong tư na, và một vị Phật để giác ngộ giáo hóa cho chúng sinh. Thì những bây giờ một cái người nào mà muốn đạt đến niết bàn, hay là muốn tận trừ tham sân si,
thì bây giờ cũng phải thế. Thế nào muốn tận trừ tham sân si, muốn giải thoát ngay trong kiếp sống này, hoặc là muốn nỗ lực đi đến giải thoát nhanh nhất, thì vẫn phải là cái con đường xuất gia từ bỏ gia đình, chồng không gia đình. Vì vậy cho nên là dù sao sống ở thế gian, cái cuộc đời phiền não và nhiều cái tục lệ ở thế gian nó sẽ vẫn ràng buộc quý vị đâu. Thì đó sẽ cái để mà tích lũy được những cái ba la mật để đi đến niết bàn sẽ khó hơn với người xuất gia. Người xuất gia thì ngày nào giờ nào cũng là cái ngày giờ tích lũy các ba la mật, mà ngày nào cũng là cái ngày đi đến niết bàn giải thoát. Thì cái đời sống xuất gia sẽ là cái đời sống đi đến niết bàn nhanh nhất. Vậy nên là cái người có trí, người ta sẽ chọn cái đời sống xuất gia. Người ta sẽ coi cái đời sống tại gia là một cái gì đó nó quá là khổ não, và một cái gì đó nó quá là đáng là nhàm chán, đáng kinh sợ. Người thì coi còn người này đấy là cái người trí tuệ là thế, rất là sợ hãi cái đời sống thế gian và hoan hỷ cái đời sống xuất gia. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Nên là hãy cầu cái niềm an vui niết bàn. Vì trên đời thì người ta sẽ cầu nhiều cái thì người ta cầu những cái niềm vui. Mỗi người thì tự cho mình có một cái niềm vui khác nhau. Ví dụ như người đời thì cho là những cái niềm vui khi mà mình được những cái như là danh vọng nội dưỡng hay là quyền chức, thì đấy là những cái niềm vui ở thế gian. Hay là mình có những cái được những cái sự phước lành như là sống lâu mạnh khỏe vui sắc đẹp trí tuệ, thì những cái điều đấy cũng là những cái niềm vui giả tạm ở thế gian. Hay là những cái niềm vui ở cõi nhân giới hay là cõi thiên giới, thì những cái niềm vui nó đều nằm ở trong cái vô thường, mà nó có sinh lên nó sẽ diệt đi, nó không có tồn tại mãi được. Thì những cái niềm vui đấy nó đều là giả tạm ấy, đều là vui trong cõi khổ. Còn chỉ có một cái vui tuyệt đối, đó là cái niềm vui niết bàn. Thì một cái người mà có một cái tâm hướng đến niết bàn, có cái khuynh hướng niết bàn, có cái mong cầu niết bàn, thì là cái người đấy là một cái người có trí tuệ. Một người có trí tuệ thì làm một cái việc gì về đó hướng đến niết bàn. Khi mà để mà đến được niết bàn thì nó cần phải có rất nhiều cái tư lương, cần phải có rất nhiều những cái sự hỗ trợ. Nên là khi mà vị đó làm bất cứ một cái việc gì, tạo ra được một cái phước gì dù là nhỏ nhất, vị đó cũng luôn luôn hướng đến là cái phước thiện này, hay là cái nhân duyên để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Thì là bố thí hay là giữ giới hay là cung kính hay phục vụ hay là nghe pháp hay là tụng kinh hay hành thiền, và tất cả những cái hoạt động ở trong này của vị đời, vị đó đều hướng đến niết bàn. Thì tất cả những cái pháp này nó đều là cái pháp độ, tức là nó hỗ trợ, là những cái pháp hỗ trợ cho vị đấy đi đến niết bàn. Thì một cái người đi đến có cái tâm hướng đến niết bàn thì cái vị đó sẽ có cái tâm buông xả với lại cái sự hưởng thụ các cái dục lạc. Vì ngũ dục là cái con đường đi ngược lại niết bàn, tức là cái con đường đi trong sinh tử, bỏ dục không sở hữu, không có chấp thủ một cái gì, thì cái vị đấy sẽ đến niết bàn. Khi nào vị đó không còn chấp thủ nữa, không còn tham ái nữa, không còn dính mắc nữa, có được cái trí tuệ giác ngộ tuyệt đối, thì vị đó đi đến niết bàn. Vì thế mọi cái cấu uế ở trong nội tâm là cái chứng này, thì nó sẽ tu tập cái pháp gì mà có thể rửa được những cấu uế ở nội tâm, khai mở được trí tuệ, rũ bỏ được các cái tham dục, các cái chấp thủ, thì vị đó sẽ đi đến niết bàn. Nên vị đó chỉ có chọn mỗi cách ngồi thiền, chỉ có cái pháp ngồi thiền thì nó mới rửa tận trừ được những cấu uế ở trong nội tâm, vì đó mới có thể diệt trừ được những cái tham dục, mà vì đó có thể chứng đắc được niết bàn. Vì vậy nên là cái người nào nói là tôi muốn chứng đắc niết bàn thì tôi muốn hành thiền, thì cái người đấy sẽ không bao giờ đạt được. Vì đó thì mong cầu niết bàn trên cái ngôn ngữ. Còn cái người nào mà bị đó nỗ lực hành thiền thì nó không cần nói là tôi hành thiền để chứng niết bàn, nhưng vì đó nỗ lực hành thiền thì cái sự nỗ lực hành thiền đấy vẫn dẫn vị đó đi đến niết bàn.
Vậy thì người nào muốn đi đến Niết Bàn thì phải hành thiền. Người nào muốn chứng Niết Bàn nhưng không muốn hành thiền thì không đạt. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Cái con đường để đi đến giải thoát đó là cái con đường gọi là tu tập các cái giác chi. Những cái thì tất cả những cái giác chi này, những cái chi phần để đi đến giác ngộ. Vậy thì cái người mà tu tập đi đến giác ngộ là cái người chỉ có khai mở ra cái trí tuệ. Cái tu tập giác chi ở đây có nghĩa là trạch pháp giác chi. Trạch pháp có nghĩa là cái người đấy biết hướng tâm đến một cái pháp phù hợp, chọn một cái pháp môn nào đấy để mình tu tập. Trạch pháp tức là mình hiểu. Một cái người mà có cái trí để hiểu đúng được pháp, tức là cái người đó hãy mở cái trí tuệ thấy đúng mà các pháp, thấy đúng và biết đúng các pháp. Rồi là tu tập cái pháp hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, khi nhân giác chi, nhận giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì những cái giác chi đấy có nghĩa là cái người đó biết cách tu tập mà biết cách quân bình cái nội tâm của mình, không để cho những cái giác chi này nó lấn át giác chi khác. Khi mà cái tâm của vị đó mà có cái hướng đến cái sự thụ động hay là đến cái sự giải đãi, thế là cái tâm mà nó khuynh hướng về cái đời sống thụ động, không hay là có cái tâm lười biếng nó khởi lên, cái sự nhàm chán nó khởi lên, thì cái lúc đấy vị đó phải hướng đến cái sự chánh pháp giác chi, tức là hướng tâm về pháp, hướng tâm về những cái pháp chân thật. Như là quán cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã trên các cái pháp hữu vi, như là về các cái danh sắc chân đế, cái pháp năm muội. Thì lúc đấy cái tâm của cái vị đó nó sẽ, cái trí tuệ của vị đó nó khởi lên mạnh mẽ lên, hoặc là vị đó hoan hỷ hay là tinh tấn nỗ lực lên, những sự hoan hỷ với pháp, nỗ lực thực hành pháp, thì cái sự lười biếng hay cái sự giải đãi, cái sự thụ động của cái người đó sẽ được chấm dứt. Có những lúc thì cái vị đó sẽ trở nên, tức là trở nên bị tăng động, tức là có những lúc mà tu tập mà nỗ lực quá, hay là có cái tâm gọi là phấn chấn quá, tinh tấn nó trở nên thái quá, khiến cho cái vị đó trở nên bị căng thẳng, trở nên bị mệt mỏi. Thì lúc đấy vị đó phải khởi lên cái sự tu tập đó là xả giác chi, tức là vị đó phải giữ được cái tâm quân bình là thản nhiên, khinh an, là vị đó phải giữ cái tâm nhẹ nhàng, định tĩnh, tức là phải giữ cho cái thân tâm của vị đó trở nên định tĩnh nặng. Thì đấy là những cái giác chi mà nó sẽ được quân bình nặng. Vậy thì trong cái sự tu tập của cái vị đó, một cái người mà đi đến giác ngộ này như thế, không nên bị thái quá, tức là cái sự căng thẳng, không nên bị căng thẳng quá. Căng thẳng quá thì tấn chấn, tức là khi mà một cái vị mà háo hức quá tu tập, muốn được giải thoát ngay trong ngày hôm nay rồi, vì nó nỗ lực đêm hôm ăn ngày hôm đêm hôm ngủ ngày hôm ăn, nó vì nó quên ăn quên ngủ để tu tập, thì nó sẽ rất là rơi vào cái trạng thái là mệt mỏi, trở nên căng thẳng, và sẽ vì nó sẽ đuối sức, vì nó sẽ không có đi được đến đích cuối cùng. Còn nếu mà một cái người mà thực hành trong cái tâm trạng, tức là nó quá hời hợt, cái vị đó nơ nà và thực hành một cách cái quá là yếu ớt, thì nó sẽ làm cho cái vị đó cái sự tinh tấn càng ngày nó càng yếu đi, và vị đó cũng sẽ không có đạt được đạt. Thì một cái người mà đạt được đạt là cái người đấy phải biết cách quân bình, tức là khi nào mà cái tâm nó trở nên căng thẳng thì vị đó phải biết làm dịu cái sự căng thẳng đó xuống. Khi nào mà cái tâm lý nó trở nên bị thụ động, giải đãi hay là biếng nhác, nó thụt lui lại, thì cái vị đó phải biết cách khơi dậy cái sự tinh tấn lên. Thì tất cả những cái giác chi này, vị đấy chỉ hiểu trên cái giác chi thôi thì vị đó không biết
cũng chưa đủ mà vì nó phải tìm ra được những cái nhân, cái nguyên nhân nào nó có khởi lên được những cái giác chi đấy. Ví dụ như là một cái người mà muốn khởi lên chánh pháp giác chi, tức là muốn khởi lên được cái trí tuệ để hiểu biết, thì người đã phải biết nguyên nhân nào nó khiến cho vị đó sinh ra trí tuệ. Ví dụ như là cái nguyên nhân của nó phải là thân cận những cái bậc có trí, phải vì đó phải đặt câu hỏi, phải gặng hỏi lại những cái điều khúc mắc, hay là vì đó phải có cái sự quan sát, phải có cái như lý tác ý, vì đó phải quan sát thì vì đó mới khởi lên được. Hay là cái nguyên nhân nào nó có thể làm cho vị đó trở nên tinh tấn được, vì nó muốn khởi lên cái tinh tấn thì nó phải tìm ra cái nguyên nhân của nó. Ví dụ như là muốn tinh tấn thì vì đó phải có cái tác ý, như là tác ý về sự chết để cho nó khởi lên cái sự gấp rút, tác ý về những cái đoạn chứng để cho vị đó có sự kinh cảm, vì đó có sự kinh cảm về những cõi khổ như địa ngục, về súc sinh, tác ý về cái sự vô thường, cái mùi của kiếp người, thì cái vị đó không có nơ nàn nữa. Hay là một cái người mà muốn khởi lên cái sự hoan hỷ hay là hỷ tác chi, thì vị đó phải tưởng nhớ đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tưởng nhớ đến giới, đến cái việc bố thí, thì tưởng nhớ đến Niết Bàn, thì những cái pháp đấy nó sẽ làm cho vị đó tăng trưởng lên cái niềm hoan hỷ. Hay là vị đó mà muốn khởi lên cái chạch nhờ cái xả giác chi, thì vì đó cũng phải tác ý về nghiệp hoặc quả của nghiệp, thì vì đó khởi lên cái tâm xả, tâm xả đối với lại những hữu tình, vì đó có cái tâm xả cả đối với các hành, thì vì đó không có yêu, không có ghét, không có thân cận những người mà có nhiều những cái phiền não như là yêu ghét, tham ái tính mắc. Thì vì đó sẽ giữ được cái tâm thản nhiên. Thì mọi giác chi nó đều có những cái nhân tố để cho vị đó khởi lên như vậy. Nếu mà một cái người nào thiện xảo về các cái giác chi thì vị đó sẽ tự biết mình đang bị rơi vào cái trạng thái cái tâm như thế nào, nó quá là hăng hái hay nó quá thụ động. Sau đó vị đó biết cách khởi lên những cái tâm nào để quân bình lại. Những cái trạng thái này là quân bình đẳng trạng thái kia, thì đấy là cái người mà thiện xảo trong các giác chi, là cái người thiện xảo trong các cái pháp hành, nhờ thiện xảo trong cái pháp hành dụng tâm nó đúng mức, nó không bị quá căng thẳng mà nó cũng không có quá là hời hợt, thì quý vị nó sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Thì những ai mới chánh tâm mà khéo tu tập giác chi, những cái phép tu tập giác chi thì từ bỏ mọi ái nhiễm, hoàn thì ông có chấp thủ, không động hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Những người có những cái giác chi là thế, người sẽ đi đến đoạn trừ các cái phiền não, những cái lậu quả, và sống rất là an nhiên tự tại, sống tịch tịnh, rồi cái tâm nó không có bị loạn động ở giữa cái cuộc đời. Đến hết cái phẩm hiển trí. Thank you.